Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết toàn khu vực trong hôm nay và 3 ngày tới. Và ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời rét. Dự báo tình trạng mưa nhỏ và mưa phùn kéo dài ở khu vực phía Tây Bắc Bộ đến khoảng ngày 11 tháng 3. Từ 12 tháng 3 giảm mưa, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Khu vực Đông Bắc Bộ dự báo mưa kéo dài đến khoảng ngày 17 tháng 3, trời rét đến ngày 11 tháng 3, sau đó rét về đêm và sáng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết. Tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ, riêng khu vực Tây Bắc 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ, vùng núi 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất 17 đến 20 độ, có nơi trên 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ, nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi 35 đến 37 độ. Thời tiết chung của tỉnh Thanh Hóa hôm nay 11 tháng 3, dưới tác động của sóng lạnh liên tục nên thời tiết tại khu vực vẫn duy trì tình trạng mây nhiều và mưa. Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ trung bình từ 18 đến 20 độ, độ ẩm trung bình 76%. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết các khu vực. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, trời nhiều mây, đêm và sáng, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 77%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lạng, Thạch Thành, Cẩm Thủy, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 81%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực Triệu Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định và Thiệu Hóa, trời nhiều mây, đêm và sáng, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 78%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương và Nông Cống, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 76%. Thành phố Sầm Sơn, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ trung bình từ 19 đến 20 độ, độ ẩm trung bình 81%. Thị xã Nghi Sơn, trời nhiều mây, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 20 độ, độ ẩm trung bình 81%. Thành phố Thanh Hóa, trời nhiều mây, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm trung bình 76%.